vào đêm qua, tòa hình sự quốc tế ICC đã phát lệnh bắt tổng thống nga putin với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em ukraine từ các khu vực bị chiếm đóng sang nga. phía nga đã gọi quyết định này của ICC là không thể chấp nhận được và không có ý nghĩa về mặt pháp lý. tòa án ở la hay hà lan cho biết có bằng chứng cho thấy tổng thống putin chịu trách nhiệm cho hành vi trục xuất trẻ em ukraine trực tiếp thực hiện hoặc không thể kiểm soát các cơ quan dân sự và quân sự dưới quyền làm điều này. ICC cũng ra lệnh bắt đối với Maria Lvova Belova, ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em với các cáo buộc tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gọi các quyết định của ICC là vô hiệu và không có ý nghĩa pháp lý. Theo bà Zakharova, Nga không phải bên tham gia quy chế Rome về ICC và không có nghĩa vụ nào liên quan. Theo hãng tin BBC, ICC chỉ có thể thực hiện bắt giữ người ở các nước là thành viên ICC nên không có quyền bắt ông Putin. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ này có thể ảnh hưởng đến việc đi nước ngoài của Tổng thống Nga. Trong khi đó, kênh truyền hình RT của Nga đưa tin chính quyền Nga đã sơ tán hàng ngàn cư dân từ các vùng Donetsk, Lugansk, Saporizhia và Kherson ở miền đông Ukraine về nước Nga để tránh ảnh hưởng của giao tranh. Đây là 4 khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào tháng 9 năm ngoái.